Hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel YouTube Tô Vòng Vẽ Tranh của mình. Và bức tranh ngày hôm nay mà mình đã chuẩn bị sẵn là hình ảnh của hai chú mèo tam thể này. Vì chúng có những cái vằn ở trên người. Và hãy cùng mình tô màu cho bức tranh về hai chú mèo này nhé. Trước tiên mình sẽ tô màu vàng cho chú mèo thứ nhất. Thì mình sẽ sử dụng màu cam này nhé. Phần cái đệm mà hai chú mèo này ngồi thì mình sẽ sử dụng màu nâu này nhá. Thank you.
sau một khoảng thời gian thì mình đã tô màu xong cho bức tranh về hai chú mèo tạm thể rồi nhá. Nếu các bạn thấy thích video, hãy để lại cho mình xin một like, một ấn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.